Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi nó xem xét chị nó, sau 40 năm con đường nghệ thuật sự nghiệp, nó mới quyết định cho hát với nó lần đầu tiên. Thật là không dám. Vô cùng đáng yêu. Ông Hoàng với ai kệ nó. Đối với tôi nó là em Hoàng Nhạc Việt thôi.